Xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ giới thiệu đến các bạn một mẫu loa 12 inch hai quay của Yamaha, đó là CBR12. Một cái mẫu loa rất là đa dụng, có thể sử dụng rất là nhiều mục đích khác nhau. Nào, chúng ta hãy cùng nhau khám phá nó nhé. Ok, thì giờ thì chúng ta sẽ khám phá. Đầu tiên thì là cái thiết kế bên ngoài của loa. Thì cái mặt lưới được sơn phủ bột cái vòng này thì có thể chịu được thời tiết. Thùng loa bằng nhựa, phía trước có logo của Yamaha. Thì loa này hai quay, có loa một loa kèn và một loa bass cỡ 12 inch. Hai bên có hai tay cầm rất là chắc chắn. Thì thùng nhựa thì với mẫu thùng nhựa thì rất là nhẹ, thì chúng ta có thể vận chuyển thoải mái. Phía dưới thì có bốn chân đế bằng su và một cái lỗ để cắm chân lo. Thì cái lỗ này thì phi 35 chuẩn quốc tế rồi. Đây là một cái mặt chạm sau của loa với các cái thông số như là tên hãng Yamaha, mã sản phẩm là CBR12. Thì cái loa này là loa 8 ohm, có công suất là 350-700W một cái. Đây là số series của sản phẩm. Thì cái loa này được sản xuất tại Indo và đang được phân phối từ công ty Yamaha Việt Nam, và Hồng Tùng là một trong những đại lý chính thức của Yamaha tại Việt Nam. Ở đây sẽ có hai trạm để chúng ta gắm dây loa, thì có một trạm là speed công và một trạm 6 ly. Thiết kế rất là đơn giản. Thì cái loa này thì chúng ta cũng có thể đặt nằm để sử dụng làm loa kiểm âm. Thì cái mẫu này thường người ta dùng hội trường hoặc là hát karaoke thì rất là tuyệt vời. Ngoài ra thì chúng ta có thể chơi quán bar, nhà hàng, vân vân. Thì tôi sẽ giới thiệu sơ cho các bạn cái số cái thông số của cái loa này. Thì cái loa này nó có cái giải bằng là 48-20.000 Hz, cái góc phủ là 90-60, công suất thì từ 175W, 350-700W, trở kháng 8 ohm, độ nhạy là 125 dB trở lại. Trọng lượng cái loa này là 13,9 kg, cũng khá là nhẹ. Thì thiết kế của Yamaha thì rất là đẹp nhẹ. Thì chắc chắn một điều không phải bàn cãi là các sản phẩm của Yamaha thì rất là chất lượng và có một cái mức giá rất là cạnh tranh lên thị trường. Thì các bạn có nhu cầu làm hội trường, lắp hội trường, nhà hàng, quán bar hay là karaoke, thì cái CBR12 này là một cái lựa chọn rất là tuyệt vời. Ok, bây giờ tôi sẽ thử một vài câu để check cái loa này. Vậy là tôi đã giới thiệu qua cho các bạn về cái mẫu loa CBR12 sản xuất tại Indo của Yamaha. Các bạn có thể tham khảo thêm cái sản phẩm này tại website www.hoangtung.com.vn, địa chỉ mua hàng chính hãng tại 66A Lê Duẩn, thành phố Đà Nẵng. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Đừng quên nhấn like và đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Cảm ơn các bạn.